Gửi lời chào tới các bác làm cây. Hôm nay em sẽ chi tiết về cái gói truyền dịch và những cái dụng cụ để các bác chăm sóc cây. Với rất nhiều cái dụng cụ để làm cây thì hôm nay đây là một cái video để các bác chăm bón cho cây nó tốt nhé. Thì đầu tiên em xin gửi tới các bác cái loại L3M. L3M là một cái loại kích rễ cực mạnh, loại tốt nhất nhé, da rễ cực mạnh này. Cái lọ L3M này thì nó là 500g, lọ lửa cân nhé. Khi các bác mua lọ cân này, lửa cân này giá rất chi là rẻ. Và có lọ một lạng này. Tùy thuộc theo các bác sử dụng nhiều hay sử dụng ít nhé. Nếu như các bác sử dụng ít thì các bác sử dụng loại này. Loại này giúp cây tăng trưởng, kích rễ, lẩy mầm, cây xanh lá. Đấy, thì các bác dùng cái loại này tiếp sức cho cây trồng nhé. Cây của bác mà kém rồi các bác sử dụng đến một lọ này để bón cho cây. Tất cả các cây trong vườn thì đều có thể sử dụng được. Và tiếp theo thì em sẽ gửi tới các bác cái dòng để các bác chăm hoa hồng. Nếu như các bác mà muốn dâm chiết hoa hồng nhé, cái vỉ này nó rất chi là rẻ, có mấy chục ngàn thôi. Đấy, cái này dâm chiết hoa hồng này. Cái này các bác pha đều ra, tưới cây. Hoặc là các bác dâm hoa hồng ấy, chắc chắn các bác nào cũng muốn những cái cây hồng già, các bác nào muốn dâm ra mà đảm bảo cái độ sống 100% ấy, thì các bác hãy sử dụng cái gói kích mầm hoa hầm này nhé. Phân vi lượng, nó là thuộc đây, phân vi lượng bón rễ hoa hồng, mã của nó là 901. Một cái tuyết này sẽ có 10 ống nhé. Cái này em đã thử dùng rồi, rất hiệu quả. Đấy. Và một cái dụng cụ nữa đó là cái dành cho bác chiết ghép hoa hồng. Thì các bác hãy dùng L3M đen này nhé. Cái này để chiết ghép hoa hồng này, đỏ đen. Các bác khi xem video này mà đang cần tới cái dụng cụ này, các bác hãy chụp ảnh màn hình, kết bạn Zalo để gửi cho em xem, sẽ tư vấn chuẩn các bác nhé. Cái loại này dùng cho hoa hồng rất chi là thích. Và keo liền sẹo thì dành cho các bác làm cây cảnh này. Chắc chắn các bác làm cây cảnh thì bác nào cũng biết tới keo liền sẹo, thì em đang có 3 mẫu. 3 mẫu là cái mẫu thông dụng và nổi tiếng nhất nhé. Em còn có keo Nhật cơ, nhưng hôm nay thì em không đăng tải keo Nhật. Em có mỹ tiên hồng này, mỹ tiên đen này, keo tránh nâm này. Keo tránh nâm thì nó chỉ có lọ này thôi nhé. Còn nếu như mỹ tiến thì nó sẽ có dạng to hơn lọ này, tùy thuộc cho các bác dùng nhiều hay dùng ít. Đây, đấy, đủ rồi. Đây là cái lọ mỹ tiến to này. Trọng lượng của nó thì sẽ là 225, còn trọng lượng của cái này thì sẽ là 100g nhé. Đấy, mau liền ra cây này. Đây là mỹ tiến nhá, mỹ tiến là thương hiệu tốt nhất rồi. Nếu như các bác dùng trung bình thì các bác chỉ dùng mỹ tiến thôi thì đã là ok lắm rồi. Mỹ tiến hồng thì rẻ hơn mỹ tiến đen nhé. Và truyền dịch, sau đây thì em sẽ gửi cho các bác truyền dịch dành cho các bác làm cây to, cây công trình, cây mai đấy ạ. Mai, những cây me, những cây to. Truyền dịch thì nó sẽ có dây truyền như này. Cái dây truyền này thì rất chi là dễ sử dụng nha các bác nhé. Cái này thì các bác cắm vào cái đầu bao túi truyền dịch như này này. Mở cái này ra, nắp này vào đây. Và các bác cắm trực tiếp hai cái ống đầu này vào trong thân cây. Nếu như các bác có mũi khoan thì các bác có thể khoan không? Cắm hai cái lỗ vào. Nếu như không có khoan thì các bác có thể sử dụng đinh nhé. Đinh cắm vào hai cái thân cây không? Cắm hai cái này vào. Dốc gói này lên để truyền dịch cho cây. Cái gói truyền dịch này thì cái đặc điểm của nó là khi cây của các bác đã kém sự sống, lá đã vàng, đã héo rụng lá nhé, thì các bác hãy sử dụng cái gói truyền dịch này. Truyền dịch thì bên cơ sở em Trường Thảo chỉ cung cấp một loại thôi, đó là loại G, hai chữ G màu vàng này. Thì nó là loại tốt nhất này, cái loại để 1 lít này, trên một gói. Đây là cái loại tốt nhất đấy, không có loại nào tốt hơn loại này nữa. Đây là loại tốt nhất này, nhà em chỉ sử dụng một gói này, một mẫu này để gửi tới các bác đây. Truyền dịch nhé. Cái này khi đóng gói cho các bác rất chi là vất vả, đóng gói rất cẩn thận mới được. Đấy, cái dung dịch bên trong của nó là nước lỏng các bác ạ, nước lỏng màu trắng. Đó là một cái chất đạm để truyền cho cây nó tốt, cũng như là sự sống của con người. Khi mà được truyền đạm vào đây các bác ạ, rất chi là tốt nhé. Khi cây của các bác mà đã úa này, vàng lá này, héo, kém sự sống, nói chung là cái cây nó đã rất chi là kém rồi. Và cái cây đấy nó giá trị cao, có cây của các bác tới vài chục triệu, có cây thì vài triệu đồng. Thì các bác có thể sử dụng cây to thì hết mấy gói, còn cây bình thường chỉ hết một gói này thôi. Đấy, cái truyền dịch. Và tiếp theo là em gửi tới các bác cái mẫu đạm cá. Cái dụng cụ đạm cá này rất chi là hay, hôm nay mới đăng lần đầu tiên, nhưng mà được các bác ủng hộ số lượng nhiều, nhất là các bác thành phố trồng rau. Đây là gói đạm cá nhé, em xin chi tiết. Đây là cái dòng đạm cá, là cái dòng mà sản xuất
công nghệ nghệ của Nhật Bản. Đây này, mai anh đào. Nó cái thành phần của nó thì nó là phân sạch nhé, phân hữu cơ. Đấy, cái này mà nếu như các bác trồng rau ở Hà Nội này, các bác trồng rau mà ở trong thùng giấy, ở trong bồn ấy, đất nó chặt, thì cái này nó có cái độ pH làm cho đất của các bác sẽ xốp lên, và cái chất để bón cho rau nhé thì nó là cái chất sạch nhé, nó không như là ở thời xưa là bón phân chuồng hay là gì đấy, cái này nó là phân sạch nhé các bác nhé, giúp các bác làm cho hoa này, cây cảnh này, rau màu này. Đây là một cái dụng cụ đa năng rất là tốt. Và em muốn nói giá luôn, cái này em bán cho các bác là 50.000 đồng một cân nhé. Một gói này là 2 cân đấy, và chưa có phí ship đâu. Cái này thì chỉ là cái dụng cụ thêm thôi, bởi vì các bác cũng quan tâm rất nhiều, nhất là các bác thành phố thì đa số là dòng rau sân thượng, dòng rau ở trong bồn, trong thùng xốp đấy ạ. Còn nếu như các bác mà ở nhà mà dòng ít đấy thì các bác cũng có thể sử dụng được, 100% thì sẽ là rau sạch nhé, bởi vì cái này nó làm từ tinh chất cá và rong biển. Thì qua cái video ngắn này hôm nay em sẽ tổng hợp những cái dụng cụ để chăm sóc cây. Các bác mà quan tâm tới tất cả những cái dụng cụ trên thì hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại của nhà em nhé. Số nhà em thì sẽ là số 0888 636 138, và số điện thoại nữa thì sẽ là số 0975 531 602. Đấy là 2 số điện thoại chính để em cung cấp và cũng như là gửi tới các bác những cái dụng cụ hay, những cái dụng cụ hữu ích nhất dành cho các bác làm vườn, làm cây cảnh, làm cây nông nghiệp. Đấy. Và các bác mà quan tâm tới video, quan tâm tới nhiều dụng cụ khác nhau của bên cơ sở em, các bác đừng quên ấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh, ấn vào quả chuông để đón tiếp theo những cái video sau của nhà em, những cái dụng cụ hữu ích nhất nha các bác nhé. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.